tập trung duy trì nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã đã đạt. Mỗi xã phải hoàn thành ít nhất một tiêu chí. Những xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 phải phấn đấu hoàn thành. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo. Nhiệm vụ này đang được Đảng Bộ huyện Mường Khương khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết liệt triển khai thực hiện. Năm 2020, tình hình dịch bệnh, thời tiết cộng với những khó khăn của huyện vùng cao biên giới đã tác động không nhỏ đến tiến độ của công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở Mường Khương. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, huyện đã tập trung chỉ đạo đưa ra những giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 đề ra. Từ những cái khó khăn đó thì ban Thường vụ huyện ủy cũng như ban chấp hành huyện ủy chúng tôi đã rất là quyết tâm và đề ra những cái phương án biện pháp để làm sao giải quyết thấu đáo cái việc này, nhất là tập trung vào cái xóa đói giảm nghèo và cái công tác xây dựng nông thôn mới. À, đối với những cái phần mà nó thuộc về à, chính quyền địa phương trong cái công tác xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi tăng cường các cái biện pháp à, xây dựng các cái kế hoạch hết sức là cụ thể để triển khai làm sao thấu đáo từ nay đến hết năm 2020 thì những cái gì nó liên quan đến cơ chế thì chúng tôi đảm bảo tất cả những gì tốt nhất về cơ chế để xây dựng nông thôn mới. Một trong những mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững được huyện Mường Khương đặc biệt chú trọng, đó là tổ chức chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế gắn với hạ tỷ lệ hộ nghèo, nhất là với địa bàn các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để đạt được mục tiêu này, huyện xác định phải tiếp tục tổ chức quy hoạch sản xuất, nâng cao giá trị canh tác chuyên mỗi đơn vị diện tích, sản xuất theo chuỗi giá trị, chế biến, liên kết, bao tiêu sản phẩm thì đến thời điểm này thì huyện Mường Khương cũng đã xác định rõ các cái vùng sản xuất hàng hóa ví dụ như chín xã khu vực chúng tôi quy hoạch cái vùng chè thì chúng tôi xác định đấy cây cây cây, cây chè sẽ là cái cây chủ lực của cái vùng ví dụ như là bốn xã vùng thấp và năm xã vùng cao từ lấm nư nùng cũng nhiên cao sơn tả thàng là chúng tôi xác định cái sản phẩm chè của chín xã đấy là cái cây chè là cây chủ lực thì hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ theo cái nghị quyết 12 của hội đồng nhân dân tỉnh là hỗ trợ phát triển cái vùng nguyên liệu nguyên liệu chè xác định rõ được ưu thế lợi thế mỗi vùng sản xuất nông nghiệp của huyện Mường Khương đang tiếp tục được khai thác tối đa. Đến nay Mường Khương đã thực hiện được những vùng trồng cây hàng hóa lên tới hàng nghìn hecta đối với mỗi loại cây trồng. Dự kiến những diện tích này sẽ còn tiếp tục tăng lên trong giai đoạn tiếp theo. Nhiều hộ dân ngày càng có thu nhập cao, cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững. À, tôi có định hướng là bây giờ là phải phát triển để nhiều để như phát triển để đảm bảo cái cái chất lượng nông sản của mình. Đấy. Và cái hướng phát triển của tôi là cố gắng để trồng nhiều thêm và để để cái cái nông sản của mình được ra cái thị trường của mình ở ngoài ở trong tỉnh mình và ngoài tỉnh ở trong nước mình. Tôi có cái mong muốn là bây giờ là mình phải phát triển cái cây của mình tốt và làm quả nó phải sạch và muốn là cho nó đạt được theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Mường Khương luôn quan tâm chỉ đạo đối với các xã đã về đích nông thôn mới phải duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt và nâng cao các tiêu chí đó. Các xã chưa đạt phải phấn đấu thực hiện có hiệu quả những tiêu chí nằm trong kế hoạch hoàn thành của năm. Với sự chỉ đạo quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tạo được sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng xã hội. Nhất định chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Khương năm 2020 sẽ đạt được kết quả như mục tiêu kế hoạch đề ra.